Ông Vũ. Hả? Ông quên mang chít à? Tầm mấy cái quên cái hình rết lại đó nè. Bây sao vậy trời ơi, tôi đã cái tóc tai uống là dưới còn ngơm đó. Ông ngồi mà đi cắt cái tóc cho tôi vậy nghe. Cái chít cái tóc á. Chứ chi nữa, uống coi đi. Ừ. Có ai đi uống được không? Mu biết là cái đầu tóc là người có chữ không hả? Một đầu chữ, một bụng chữ ấy nè. Mu biết là cắt tóc là rung hay chữ không? Ai nói về uống nữa đâu? Họ nói là cái răng cái tóc là gốc con người. Thôi đừng có nói ngơ ngơ nữa. Mu uống chỗ là từ thưa răng đến chưa thưa thưa thông minh nè. Thôi uống nè. Này nghe tôi dặn nè, ở ra nè. Giờ nấu cơm nấu nạc nè, đòn con đi học về nè. Rồi là nấu chảo lên ăn nghe chưa? Hả? Nấu chảo lên ăn, giờ chưa? Đòn con. Ờ. Tôi đi qua bên nhà mẹ có việc một tí thì tôi về chứ nè. Về nấu chảo lên ăn nè bé. Lên rí nè. Nấu chảo lên ăn nè bé. Bác Vũ ơi, bác Vũ. Ơi. Bà gọi tôi ra chung lớn bên chí đây. Hả? Bà gọi tôi ra chung lớn bên chí đây. Ra thì bên chí thì cứ ra đấy để chứ đấy. Ôi, nhà bà có quá lớn đẹp hè. Lớn đẹp không? Ừ, lớn đi to mà nuôi vô mà đền tết mà thì chứ bản đắt lắm đấy nè. Ừ. Bà gọi tôi ra bên chí đây. Xem lớn nè. Mình điên nè, mi vô bắt vật con lớn cho giỏi cho tao. Ra bắt mất vật mất thịt luôn. Đừng mình ngỡ ai bảo bà cũng mất thịt lớn đâu. Vợ tao còn về răng thì mình đấy. Vợ bảo cả. Ừ. Có thiệt không này vô mắt này? Thiệt. Thôi rồi còn rượu uống rồi đi. Con to con nhỏ đây. Cái con trơn trơn lần lãng đi. Con lên được cái lên kỷ rồi bác. Hả? Con lên được cái lên kỷ đó. Con là con mà lên được nè. Mà lên được à? Ừ. Thôi bạc vô đi, bạc vô được đi. Thì tôi sợ lắm rồi. Ôi trời. Bạc, lời lên bạc nối quén đi, bạc vô đi. Lên quén trù đấy, không thôi nó cầm chết. Còn mà lên được cái phương nhân đẹp hè. Còn nếu mà để tết núi thì ngon nè, bản thì ngon nè. Vô đấy, bạc vô đấy. Bắt với tôi chứ đâu. Úi chào. Hai thằng bế tính là cao cho xe cho bác nè. Nghe chưa? Bác khéo tay nuôi con lươn to. Để răng nữa, tí nữa mi múc ít cháu lươn về cho ba má mi ăn. Thằng đi tí nữa ăn cháu lươn rồi bác đã ra về nghe chưa? Rồi. Mình đi tí nữa ăn cháu lươn khô, tí nữa là múc ít cháu lươn về cho con cái ăn với. Là. À em Hán. Chưa chú. Mà rảnh không vô gia tôi ăn cháu lươn. Chú nói chi? Vô gia tôi ăn cháu lươn. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Tụi mới tưởng không mà tụi ơi, mấy tôi mà vô ăn cháu lớn à? Rồi ăn cháu lớn chứ đấy. Tụi mới tưởng không mà tụi nói nợ thưa được à? Rồi em ta cười đó, rồi vô gia tôi ăn cháu lớn. Không được nợ thưa, tôi đi mà tụi vô ăn cháu lớn. Cũng chưa thông mà tụi nói ăn nợ, mấy tôi vô mà ăn cháu lớn. Mất chay. Ông ta cười à? Kéo vô ăn cháu lớn mà cứ nói tao mất dạy. Ăn thôi chứ nói tao mất dạy. Đừng có đùa với tao. Trời ơi, mình nói chứ còn ngon bác ấy, bộ lông ngon đó. Ừ. Có nhìn là bác khéo tay nó con lớn đẳng cấp đó. Chứ răng nữa, rõ tiêu vô. Đó, để tôi múc cái đá bác. Ui, thơm thế rồi. Là bác con quên lên trường rồi à? Ừ. Rồi ai chờ con về nữa à? Ừ, tôi đi bố về. Hey. Ôi rồi. À, lại đây. Lại đây, vô đây, vô đông nữa, lấy chén ra mà ăn cháo đi. Chạy vô đó lấy chén ra mà ăn cháo. Mình này. Không có chén thì bà cái tô ra mà ăn. À, rượu ngon này. Đưa đây ba múc cho. À mà, con chạy qua bên mình xuống dưới bên ngoài á, nghe chưa? Hỏi mẹ có ăn cháo lớn không? Rồi lên đây để ba múc xuống cho. Đi. Em điều đi. Lớn đẹp quá. Bạn nuôi à? Ba ơi ba. Hả? Mẹ chửi con. Mẹ răng mà chửi rồi con nói về mẹ răng. Con nói về mẹ là mẹ có ăn cháo lớn không để cháo mất xuống. Chửi hết con lớn đi. Rồi sao của cũng mẹ nói là răng. Mẹ nói là mẹ chỗ tao kiểu đi mà ăn cháo lớn à. Ừ. Ôi cháu thôi kệ mẹ vô mà ăn đi. Vô đây con, vô đây con. Bố bao múc cho. Đổ đi. Ngon nè, đi ra bác. Tao môi mè mỹ. Úi cha, úi trời ơi, việc ban bên đây sống nhưng mà hai bác cháu ngồi. Nhâu rồi đó rồi. Ừ, sống rồi. Úi cháu ngon lắm à. Vô mà lấy tô ra ăn cháu đi. Cháu à, cháu muốn ngon đúng không? Cháu ngon lắm. Chơi tôi với nghe. Ngon lắm. Úi ngon hè. Múc cháu mà ăn. Tao là đặc biệt luôn.
ngon ngon với thơm đấy à. Ủa người gia mình hết cho việc mà tôi về chứ đó. Xong hết rồi. Chào ngon này, ngon mà thơm này. Ủa mua lông về thịt chủ mối mà ngon mà tươi chứ. Ủa mua lông về thịt chủ mối mà ngon mà tươi đi. Lông về thịt chủ mối nữa của gia miên chứ mối nữa. Rồi mà của gia miên. Gia miên mới chi mà có lông mà ăn đi. Đòn nè, giờ mua gian tươi răng. Thì tôi dành uống à, lời ra là nấu cơm nấu nát. Đòn con. Nấu chảo lên ăn. Rất là dành, rất tâm mình ý chàng luôn, tâm mình phật một luôn. Thì chỉ mà mình ý chàng đẳng cấp luôn. Là răng. Con cháu lớn miếng đấy. Thì chỉ mà cháu lớn miếng đấy. Được, ấy cả con lớn 70 cân tao vật phật một luôn. Tao vật phật một hai răng, làm hai bạc cháu mình đòa luôn. Ôi cha ơi trời ơi, rồi uống bị điên luôn vô. Hả? Con lươn tôi mày nuôi để mà ít bữa đó bạn này nắp hộp cho con nó đang ngãi về uống bánh chào lươn. Uống bánh chào lươn là chào lươn da miếng đấy à. Rồi mua về tôi lên, nấu chào lươn ăn thì tao bắt con lươn tao nấu chào chứ đây. Nấu chào lươn là nấu chào cho lươn ăn. Em mà bảo bắt lươn tôi uống bánh thịt đấy à. Thằng Thanh nha, bánh thịt lươn cái sáng quá kéo hẳn qua nhiều thế. Ôi cha ơi trời ơi, rồi con lươn của tôi à, tôi chết đi trời ơi, con lươn này tôi tịt bữa tôi bạn này cho con hộp cái đó mà. Ôi mày con lươn của tôi đi. Ôi cha ơi trời. Gió mù dưới đây, mù về tí là nấu chảo lên anh tao bắt con lên tao nấu chảo đi. Con nói nữa. Ủa con nói nữa hả? Tôi dành ông con đau mình một đèo chứ nữa. Dành lắm. Nấu chảo lên anh là nấu chảo cho lên anh á. Ôi chết. Ôi bị tay tôi đi để cái rối bố nè. Liêu hôn mà tôi. Chết mẹ đấy, gió nó biết đấy. Bà lớn thiệt phê.